phường Ninh Sơn. Quần áo đem xuống luôn. Quần áo, gối và mền đem theo luôn. Bây giờ chuẩn bị hả Nguyễn? Rồi, hồi đảo Ninh Sơn, chuẩn bị hả Nguyễn? Thank you.
cha nha. Cảm ơn. Bánh mì phải có nước chứ. Ok. Ê vậy ăn. Chiều Phật ha. Rồi xong. Cảm ơn con cô bác luôn nha, chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe nha. Rồi giảm sự như ý. Rồi bye bye. Cô đang đây hả? Rồi vừa đắp mộ xong nha bà con cô bác. Là trưa nó ví dụ mưa là có gì cô ở đây trụ dầm cái gì là nhà ta ra cho tiền.